Và tụi em có phải ở đây không là ở Lào Cai? Dạ, bạn ở Lào Cai. Bên này à? Và tụi em chạy xe từ đây xuống Lào Cai cũng mấy một tiếng không? Một tiếng đồng hồ. 40 cây mà, 40 kiến. 40 cây. Còn nếu như bọn con trai nó chỉ đi 15 phút là đi. Dạ. 15 phút được em, chắc em nghĩ mấy 45 phút à. Em thề với anh luôn. Ghê vậy. Hôm nay em đi cùng thằng kia 15 phút là đến Lào Cai. Dám mà. Dám. Thật. Em đến bắt sắt. Thằng nói chắc liều lắm. Vâng. Có khi nếu mà đang ngồi đằng sau không biết là bay lúc nào, đúng không? Nên đi nhanh quá không có cảm giác được bay có khi. Không mà anh nó cái anh chàng nó có tuyệt chiêu mà đi lẹ vậy em mới ôm được, em mới ôm mới dính lưng được. Nó có tuyệt chiêu mà. Thì em không đi được, phải em thôi, em đi bộ. Em đi cùng con trai ghét nhất là họ hay phanh gấp. Thì đó đúng rồi đó, phanh gấp không đó là tuyệt chiêu của tụi anh. Phanh gấp để tụi em ôm vô. Ừ. Tuyệt chiêu của tụi anh nó vậy đó. Ôm vậy đó. Ừ. Dũng chơi ngừa vậy mà đi xe vậy, ôm thấy còn cái trò đó. Chơi chiêu. Nếu mà mình có nói thì họ bảo là chỉ là nhỡ mắt. Tụi em cũng biết hết mà, đâu có gì đâu. Ừ. Nhưng mình ngồi đằng sau thì bắt buộc vậy. Cứ nói thẳng đi còn phanh gấp nữa cơ. Nói thẳng thì đâu có được, nói thẳng thì quá quê, tụi anh phải chơi chiêu đó. Mà đi cùng ai cũng thế chứ. Con thầy đang ông đàn bà là hai cái cãi mình giờ âm dương có nghĩa hả? Đàn âm là âm, à dương, đàn bà là âm. Đó, còn cái lần sau đi Vịnh Hạ Long á vài ngày á đi vui hơn, chuyến này mình đi Vịnh Hạ Long có vài tiếng là đâu có vui đâu.